bị kiểm tra độ sạch bề mặt. Như mọi người đã đi dưới khu vực sản xuất rồi, thì khu vực sản xuất nó rất nhiều máy móc thiết bị, và để nó khi mà để nó được đi vào sản xuất thì các máy móc thiết bị nó phải được vệ sinh sạch sẽ. Mà sau khi vệ sinh thì để biết làm sao nó sạch, sử dụng thiết bị là mình kiểm. Thì cái chức năng của thiết bị này nó làm như thế nào ạ? Ở đây nó sẽ dùng các loại enzyme mà để nhận biết được cái năng lượng ATP. Thì cái năng lượng ATP từ đâu? Thì trong quá trình hoạt động trao đổi chất của mình thì nó của vi sinh vật cũng vậy, đều nó tạo ra một cái năng lượng ATP, và cái enzyme này nó sẽ nhận biết được cái năng lượng ATP đó, và mình dựa vào cái năng lượng ATP đó để mình đánh giá được cái độ sạch. Thì công ty mình có cái đặt ra một cái chỉ tiêu là khi mà thiết bị mình vệ sinh xong và khi kiểm tra nó phải đạt ở cái ngưỡng là phải nhỏ hơn 100 đơn vị RLU thì mới gọi là sạch và mới được sản xuất. Nếu khi mình vệ sinh xong mình được kiểm tra mà nó lớn hơn 100 thì mình phải vệ sinh lại, vệ sinh đến khi nào mà nó sạch mình mới được sản xuất. Mọi người thôi, tay đi ạ. Một người thôi. Tại vì một nhóm mình chỉ sử dụng được hai cái que như này thôi, tại vì cái que thử này chỉ xài được một lần là bỏ, mà nó cũng khá là mắc tiền. Rồi mình sẽ kiểm tra xem thử tay chị ấy trước khi rửa nó như thế nào và sau khi rửa nó sẽ giảm như thế nào. Bao nhiêu ạ? 1743 thì nó gấp bao nhiêu so với tiêu chuẩn của nhà máy mình ạ? 17 lần, hơn 17 lần ha. Thì không biết sau khi mà chị rửa tay xong thì nó sẽ giảm như thế nào. Rồi chị cứ để xem đó thì cái bọc để bây giờ. Rồi lại lấy tay nào mình lấy là tay đó ha. Rồi cảm ơn chị. Tỷ số lúc đầu của mình là hồi nãy là 17 ha. Thì không biết là sau khi mình rửa xong nó giảm bao nhiêu ha. Đây, thì lúc đầu mình là 1.700 nè. Bây giờ sau khi mình kiểm tra xem. Hiện đại. Nó giảm nhiêu ạ? Còn 140. Thì nó giảm hơn 10 lần đúng không ạ? Mọi người thấy rửa tay chỉ cần rửa tay bằng quân siêu nhớ rửa tay trước khi ăn. Vì sao người ta kêu là trong cái chương trình mà gọi là phòng ngừa Covid đó, mọi người không phải kêu là thay thường xuyên rửa tay rất là sạch vi khuẩn ha.